Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Trường Giang gây tranh cãi khi mời Sơn Tùng tham gia hai ngày một đêm. Là giọng ca đình đám làng nhạc Việt nhưng Sơn Tùng MTP ít khi xuất hiện trên sóng truyền hình. Điều này khiến không chỉ khán giả mà nhiều nghệ sĩ tiếc nuối, trong đó có Trường Giang. Nên doanh hài hơn một lần ngỏ ý muốn gặp gỡ Sơn Tùng MTP ngoài đời trường giang thể hiện sự yêu mến giọng ca có chắc yêu là đây trong hậu trường chương trình hai ngày một đêm các thành viên thi nhau kể tên những nghệ sĩ mong muốn sẽ tham gia cùng trong khi lê dân bảo lâm nhảy số ngay tức thì mỹ tâm thì trường giang lại khẳng định tôi muốn sơn tùng ý kiến của trường giang được các thành viên còn lại ủng hộ hết mình hiểu thứ hai tiết lộ mình là fan của giọng ca có chắc yêu là đây Trương Giang thậm chí còn mạnh dạng khẳng định Sơn Tùng MTP chắc chắn sẽ nhận lời vì chương trình này không chỉ giải trí mà còn quảng bá du lịch đất nước. Ông xã Nhã Phương bày tỏ mong muốn Sơn Tùng MTP sẽ trở thành khách mời. Trương Giang cho rằng không nhất thiết phải đến Thái Bình thì Sơn Tùng MTP mới tham gia. giống ca sinh năm 1994 cũng là người Việt Nam. Chương trình giúp bạn bè quốc tế biết nhiều hơn đến cảnh đẹp đất nước. Với cương vị là một công dân, đặc biệt là một nghệ sĩ nổi tiếng thì Sơn Tùng MTP chắc chắn sẽ góp mặt. Anh nói nè, Tùng có thể không tham gia những chương trình khác cũng được, nhưng chương trình này Tùng phải tham gia, bởi vì trọng trách của những người làm nghệ thuật như mình là rất lớn, phải quảng bá nét đẹp của quê hương mình. Điều này cao cả hơn tất cả mọi thứ. Nam Danh Hài chia sẻ, Giang nghệ sĩ cũng rất mong muốn Mono sẽ tham gia cùng anh trai. Giang cast của hai ngày một đêm toàn những gương mặt nổi tiếng. Nhiều ý kiến cho rằng Trường Giang đang ép buộc Sơn Tùng tham gia game show. Trước đó, Trường Giang từng năn nỉ thì Bảo Trâm cho mình được qua nhà Sơn Tùng MTP. Em chỉ cần dẫn anh qua nhà Tùng rồi anh hôn một cái thôi, anh thích Tùng, Nam Danh Hải nói. Đáp lại lời đề nghị của Trường Giang, thì Bảo Trâm đỏ mặt chối từ, em không biết, không, không chơi kèo này. Mang giọng ghẹo của Trường Giang khi ấy càng khiến khán giả ngờ vực về mối quan hệ giữa Sơn Tùng MTP và giọng ca sau lưng anh có ai kìa. Trường Giang lập kèo muốn Thiều Bảo Trâm đưa về nhà gặp Sơn Tùng MTP. Nữ ca sĩ ngượng ngùng khi bị cả Trấn Thành chọc ghẹo với Sơn Tùng MTP Giọng ca gốc Thái Bình đang là chủ tịch công ty giải trí mang tên mình. Sơn Tùng MTP có trong tay khối tài sản khủng. Nam ca sĩ có mức cách xê khủng nhưng trước nay không tham gia game show. Anh thỉnh thoảng tham gia một số sự kiện âm nhạc. Giọng ca có chắc yêu là đây làm từ thiện. Trường Giang nhiều lần bộc lộ tình cảm yêu mến với Sơn Tùng MTP trong game show khiến khán giả thích thú. Thế nhưng giọng ca gốc Thái Bình lại nói không với các chương trình giải trí. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo